Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách buổi trưa theo cách của mẹ mình nhé. Sẽ rất là ngon mà lại đơn giản. Thì mình đang đi rửa trưa, rửa thật là nhiều lần, nghe rửa cẩn thận để cho nó không bị lát. Rửa xong rồi mình mới thái thì nó sẽ không bị lát trưa. Các bạn rửa xong thì các bạn ngâm với nước muối loãng cho mình khoảng 10 đến 20 phút, sau đó các bạn trở lại lần nữa rồi chúng ta sẽ mang đi cho muối luôn. Và để thật ráo nước thì chúng ta nên muối. Bây giờ các bạn sẽ rang muối cho mình để chúng ta muối dưa. Ở đây mình muối rất là nhiều dưa cho nên mình sẽ dùng khoảng 3 thìa. Ăn phở muối, mình muối chỗ này khoảng 4 cân dưa. 3 thìa ăn phở muối, mình rang muối lên để cho muối chúng ta nó sạch và nó hết vi khuẩn đi. Sau đó mình sẽ hòa cái muối này với nước để chúng ta đi muối dưa. Các bạn rang thì khi mà muối nó khô là được nhé. Cho đổ vừa. Khi muối khô mà nó trắng như này rồi nhá, nó không còn hơi nước bay lên nữa là muối chúng ta đã sạch rồi. Chúng ta sẽ dùng muối này để chúng ta muối dưa nhé, bởi vì nó sẽ không có vi khuẩn. Muối dưa chúng ta sẽ không bị nêm vạn váng như màng. Rồi bây giờ mình sẽ dùng và chuẩn bị đi pha nước muối dưa. Bây giờ mình sẽ pha nước muối dưa nhé các bạn. 1,5 thìa ăn phở muối, một lít nước, chỉ nóng đậm hơn nước canh một chút thôi nhé. Nước đun sôi để nguội cho các bạn nhé. Các bạn cứ theo tỷ lệ 1,5 thìa ăn phở muối thì với 1 lít nước. Và đây mình dùng khoảng 2 lít nước thì là 3 thìa. Chúng ta hòa tan cái nước này nhé. Và bây giờ đi thái dưa để muối. Dùng nước đun sôi để nguội và muối này để muối đã rang này để cho nó sạch hết các vi khuẩn đi. Thì chúng ta khi muối thì dưa nó lên men tự nhiên, nó không bị úng, bị khú, bị nêm váng. Dưa đã rửa xong và để ráo nước rồi nhé. Thì bây giờ các bạn tiến hành thái dưa. Tùy theo nhà các bạn ăn to hay nhỏ mà chúng ta thái. Nếu mà nhà có các ông bà già thì chúng ta thái nhỏ một chút nhé. Nhất là cái phần cuống này, ta thái nhỏ một chút. Rửa xong chúng ta thái thì dưa nó sẽ không bị nát hơn và nó sạch hơn. Thì bóc mẹ ra để chúng ta rửa thôi. Hôm nay mình sẽ muối theo cái cách này, đảm bảo các bạn muối bao nhiêu cũng được mà dưa rất là ngon mà để được lâu ngày. Muối hai lần ạ. Lần đầu tiên là mình sẽ muối qua đêm, qua một ngày. Lần sau là mình sẽ làm cái nước muối dưa mới và mình cho vào lọ và mình vớt cái dưa này ra. Lần đầu tiên là mình sẽ muối bằng cái chậu này nhé. Mẹ mình làm như vậy, cho nên mẹ mình mỗi lần làm là làm 10 cân, 20 cân và chia cho mỗi người một ít. Rất là tiện mà để lâu ngày. Với lần đầu tiên thì mình chỉ cần cho muối thôi và nước như pha vào nãy thôi. Còn lần thứ hai mình sẽ cho thêm cả đường. Khi thái xong mình sẽ được một cái chậu dưa rất là nhiều như này. Giờ các bạn sẽ thấy mình muối như thế nào mà để cho dưa nó ép được mà rất là ngon và giòn dưa. Trước tiên là các bạn sẽ pha cái nước muối dưa vào. Và bây giờ các bạn sẽ lấy một cái đĩa to, các bạn lèn xuống và để qua đêm cho mình. Sau khi để qua đêm thì nó sẽ khoảng vài tiếng thì nó sẽ óc dưa xuống và cái nước muối này nó sẽ ngập kín dưa và dưa sẽ óc lại. Qua đêm là khoảng 1-2-4 tiếng ấy, để trong một ngày thì dưa nó ép lại và lúc đấy chúng ta sẽ làm nước dưa mới, muối mới. Chúng ta sẽ cất vào lọ và chúng ta dùng dần. Các bạn dùng cho mình một cái đĩa thật là to nhé, như thế này. Để các bạn này, các bạn cho mình một ô nước to lên đây để nén dưa. Nén dưa như vậy. Và các bạn sẽ đậy kín lại cho mình nhé, để ruồi muỗi nó không vào được. Rồi chúng ta để chỗ một chỗ nào đó thoáng và không có ánh nắng mặt trời.
và 24 tiếng sau thì nó sẽ ép dưa và mình sẽ đi muối lần hai. Sau khi mình để dưa qua đêm rồi, bây giờ mình lại pha cái hỗn hợp nước muối để mình muối dưa tiếp nhé. Đây mình cho 1,5 thìa cà phê muối hạt với nước, 1 lít nước. Thì ăn phở mới ra, bây giờ 1 lít nước. Tiếp đến các bạn cho mình, muốn nhanh chua thì các bạn cho lượng đường bằng lượng muối nhé, 1,5 thìa. Vì mình muối được 1 ngày rồi thì nó chưa chua được, thì các bạn cho nước này chúng ta muối thêm 1 ngày nữa, 2 ngày đến 3 ngày thì nó sẽ chua. Bây giờ cái nước này nước đun sôi nhé, mình pha này và mình để cho nước này nguội khoảng 35 độ. Mình sẽ đổ vào hũ dưa muối và bây giờ đi ra xem hũ dưa muối nữa nhé. Đây chậu dưa muối hôm qua đây. Các bạn thấy không, khi chúng ta làm như này nó sẽ óp dưa lại như này đúng không ạ? Óp dưa như này, rất là óp như này và dưa nó sẽ rất là giòn và ngon ạ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái dưa này cho vào hũ và đổ cái nước muối mới, còn cái nước cũ này chúng ta đổ đi nhé. Làm như này khi mà chúng ta không có vại thì chúng ta lấy dưa to thì chúng ta vẫn làm được, phải tạ dưa chúng ta muối bằng những cái chậu thau to như này để đóng cỗ này ăn đấy. Đây các bạn nhìn thấy không, khi dưa được 1 ngày rồi bắt đầu nó ngấu rồi, nó chưa ăn được đâu ạ, nó chưa ngon đâu, để thêm 1 ngày nữa rồi sau chúng ta cất vào ngăn mát tủ lạnh, để luôn cả cái hũ này cất vào ngăn mát tủ lạnh, chúng ta ăn hàng nửa tháng đến 1 tháng nhé, cũng vẫn rất là ngon ạ. Đấy, chúng ta vắt cái nước đi nhưng không cần phải vắt kỹ quá, nó sẽ làm cho lát dưa chúng ta chỉ bóp để cho cái nước nó ra. Chúng ta cho cái hũ mới nhé. Hũ các bạn lưu ý phải là hũ thật sạch nhé, và hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa đều được, hũ sành cũng được nhé, nhưng đừng dùng hũ kim loại vì muối nó sẽ phản ứng với kim loại nhé. Mình cứ cho các lọ như này, chúng ta có thể mang đi biếu đó, cho họ hàng hoặc là bố mẹ làm cho con cái, mỗi nhà một hũ dưa như vậy. Để thêm 1 ngày nữa thì chúng ta cất vào ngăn mát tủ lạnh, chúng ta dùng giặt để ngoài trời nó sẽ chua. Yên tâm là hũ muối như này nó sẽ không bị váng nhé. Mẹ mình thì hay làm cho các con như thế này ấy, cho nên mình cũng làm theo mà mình thấy dưa rất là ngọt và ngon ạ. Cái quan trọng là nó không bị váng, ăn được rất lâu ngày và đảm bảo sức khỏe. Rồi bây giờ một hũ, thêm một hũ nữa. Này khoảng 4 cân dưa được 2 hũ như này. Óp lại này, nước rất là nhiều. Cái nước dưa này ấy, nó thường thường nó là sẽ là chỉ là nước muối không thôi. Và nếu ngày đầu xong ấy, thì cái nước dưa này nó cũng ra cái vị chát rất là nhiều. Chúng ta bỏ cái nước dưa này đi, chúng ta muối cái nước dưa hai đấy, thì cái nước dưa hai nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nhé. Các bạn này, cho nước mưa muối vào lãi vào, muối đường vào lãi vào và chúng ta muối thêm 1 ngày nữa. Nếu mà thời tiết lạnh thì chúng ta muối thêm 1,5 ngày hoặc 2 ngày nữa nhé, thì tùy thời tiết ạ. Còn cái chậu nước dưa vừa nãy thì mình đã đổ đi rồi, để cho nước mới vào không thể muối được. Và các bạn lưu ý là muối theo cái cách này ấy, thì dưa chúng ta không hề bị váng và rất là tốt cho sức khỏe. Cái nước vừa nãy mình đổ đi, cái nước này nó rất là xanh và nó chát ấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần dưới cái nước này khi nó nguội rồi khoảng 35 độ và nó chỉ ấm một chút xíu này, dưới vào đây dưới để cho cái nước này nó ngập dưa. Và chúng ta để ngoài trời, nếu mùa hè chúng ta chỉ cần để ngoài này khoảng, không để ngoài trời nắng, nghĩa ý mình nói là để trong nhà ấy, và cái chỗ thoáng mát kín gió, chúng ta để khoảng 1 ngày 24 tiếng thì chúng ta sẽ đậy, chúng ta sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu mà trời nó mà lạnh thì chúng ta sẽ để khoảng 1,5 ngày đến 2 ngày thì nó sẽ chua, đủ cái độ chua của chúng ta thì chúng ta sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Và chúng ta dùng giặt. Còn bạn nào muốn ăn nó chua nhiều để nấu canh thì các bạn hãy để cho mình khoảng 3 ngày
là để thêm 2 ngày nữa là 3 ngày thì nó sẽ chua, lên men chua để chúng ta dùng để nấu canh. Còn để ăn luôn ấy thì chúng ta chỉ cần để ngoài trời khoảng 1 ngày rưỡi là nhiều, hoặc 1 ngày ấy. Và tổng là 1 ngày, ban đầu nữa là 2 ngày. Các bạn đổ từ từ vào nhé, và các bạn lưu ý cho mình là cái cặn ở dưới đáy thì các bạn đổ đi nhé. Nó sẽ có một ít cặn là do cái muối nó ra, cái gia vị nó ra, vì muối biển mà nó vẫn có một ít cát nhỏ xíu, chúng ta đổ đi nhé. Và các bạn sẽ nhìn thấy mình đây, dưa ngập như này nhìn rất là ngon rồi. Làm này đơn giản lắm ạ, các bạn có thể làm 1 ngày, sang ngày hôm sau các bạn mang đi biếu, mang đi cho này người ta về ta ăn, người ta chỉ để thêm 1 ngày nữa là người ta ăn được nhé. Hoặc thậm chí các bạn mang bán kinh doanh cũng được. Mỗi vụ dưa này thường thường là người ta sẽ bán 30.000 đến 50.000 đấy, tùy theo thời điểm dưa đắt hay rẻ. Và chúng ta đậy nắp lại, đậy nắp lại này. Các bạn mà muốn ăn thêm gia vị thì cho thêm ít tỏi, ít hành tím, ít ớt nữa vào nhé, hoặc ít gừng nữa vào nhé, thì nó sẽ có mùi lồng của gia vị. Không thì cứ muối đơn giản như thế này. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cách muối dưa của mẹ mình, mà ai cũng làm được. Mà cái cách này đảm bảo dưa không bị khú, không bị nêm váng, và ăn rất là giòn và ngon nhé. Giờ là mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách muối dưa mà chúng ta có thể bảo quản được cả tháng trời, mà muối càng nhiều thì cũng không làm sao cả, mà thậm chí các bạn có cỗ các bạn muối tạ dưa cũng không ảnh hưởng gì nhé. Hay là một đến chính là 100 cân ấy. Và đây là cách muối dưa rất là đơn giản mà các bạn không cần vạ, chúng ta cũng vẫn có thể muối được, chỉ cần cái chậu thôi và những cái nọ nha. Và bây giờ mình sẽ thực hiện nhé, để được có những hũ dưa muối giòn ngon và không hề bị váng như thế này nhé. Đây là cái bí quyết của mẹ mình nhé.